Em chào các chị thân yêu, có nhiều chị thắc mắc với em là chị muốn xài sản phẩm Gimi quá vì chị thấy bạn của chị xài rất là đẹp mà không biết chị nên chọn cái bộ nào, thấy em đăng nhiều bộ quá, chị không biết chọn bộ nào. Thì hôm nay em quay video này để cho các chị tham khảo xem là các chị nên chọn bộ sản phẩm nào là tốt nhất cho làn da của mình nhé. Sản phẩm của Gimi thì rất là nhiều, bên em phân phối tất cả các sản phẩm của công ty Gimi. Và trước mặt các chị là ba mẫu sản phẩm đang được bán chạy nhất của công ty Gimi ạ, gồm bộ trắng, bộ nâu và bộ gold mới ra. Bây giờ em sẽ so sánh ba bộ này về điểm giống nhau khác nhau để xem các chị thấy là những cái ưu nhược điểm của từng bộ để các chị chọn cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp nhất, đảm bảo là phù hợp với nhu cầu chăm sóc điều trị da của mình cũng như là tiết kiệm về thời gian và tiền bạc các chị nhé. Điểm giống nhau của ba sản phẩm này là đều là sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm Gimi hàng đầu Hàn Quốc ạ. Gimi Luxury đều được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc và phân phối độc quyền bởi công ty Gimi tại Việt Nam. Và sản phẩm này được các spa và thẩm mỹ viện trên toàn quốc tin dùng rất là nhiều. Các sản phẩm này đều được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hàng đầu Hàn Quốc. Các thành phần trong kem được chiết xuất 100% từ các thảo dược thiên nhiên quý hiếm như là hoa mẫu đơn, hoa kim ngân, rễ cắt cánh, rễ ngải cứu, rau má, tía tô, rau sam, dầu cám gạo, bơ hạt mỡ, nấm lên men, ngọc trai, vân vân. Công dụng chính của ba bộ sản phẩm này đều là đặc trị nám, tàn nhang và dưỡng trắng da, có hỗ trợ điều trị mụn nữa. Điểm giống nhau nữa là cả ba bộ sản phẩm này đều được dùng cho tất cả các loại da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất. Vậy thì ba bộ sản phẩm này khác nhau ở điểm nào? Em sẽ phân tích cho các chị thấy cái điểm khác nhau của ba bộ sản phẩm này là nó khác nhau về cái công dụng ưu tiên các chị nhé. Như em đã so sánh ở trên, điểm giống nhau của ba bộ sản phẩm này là đều là đặc trị nám, tàn nhang và dưỡng trắng da. Tuy nhiên đối với bộ màu vỏ nâu này thì là bộ cơ bản nhất, còn gọi là phiên bản tiêu chuẩn về trị nám tàn nhang, nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, da đen lì, cháy nắng lâu năm, thì các chị chọn bộ này nha. Nó vừa hiệu quả mà lại vừa tiết kiệm nữa. Có nghĩa là những chị nào mà chỉ bị nám thôi, hoặc là da đen lì cháy nắng thôi, không có bị mụn thì các chị dùng bộ này. Nó hiệu quả hơn và nó tiết kiệm thời gian chi phí hơn cho các chị. Đối với bộ màu trắng thì nó được cải tiến và nâng cấp hơn một chút, còn gọi là phiên bản nâng cấp. Nó không chỉ đặc trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng mà nó còn trị mụn rất là hiệu quả các chị nhé. Nên là những chị em nào mà vừa nám này vừa mụn ấy thì các chị nên chọn cái bộ sản phẩm này, nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đối với bộ màu vàng hay còn gọi là bộ gold, đây là bộ mới ra nhất của công ty Gimi đấy ạ. Đây là phiên bản VIP mới nhất, nâng cấp nhất. Nó nâng cấp vượt bậc hơn nữa bởi nó không chỉ đặc trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da mà nó còn phục hồi da cực kỳ tốt luôn. Nên là những chị em nào có làn da chịu nhiều tổn thương như là vừa nám, vừa mụn, vừa nhăn nheo chảy xệ, và những chị em mà da hay bị khô, nhăn thuộc dạng là da yếu, da nhạy cảm, dễ bong tróc, dễ nổi mẩn đỏ, nổi tia máu ấy, thì các chị nên dùng cái bộ này nhé. Cả những chị em mà mới đi điều trị laser về thì các chị cũng nên dùng bộ này, bởi vì là nó vừa phục hồi da cho các chị, giúp cho da của các chị nó khỏe mạnh hơn này, và đồng thời nó điều trị nám mụn rất là hiệu quả. Bởi khi mà làn da của chúng ta mà đã bị tổn thương, đã bị yếu rồi đấy, thì việc điều trị nám nó sẽ khó khăn hơn là những cái làn da bình thường, những cái làn da khỏe. Chính vì vậy mà cái việc phục hồi da là rất là quan trọng. Cả hai công dụng phục hồi và điều trị nó đều có trong cái bộ sản phẩm Gimi Luxury Gold này. Một điểm nữa là cái chỉ số chống nắng của cái bộ Gold này nó thấp hơn hai bộ kia nhé. Nó chỉ 30 cộng thôi, còn hai bộ kia là 50 cộng. Trên đây em Năm đã tư vấn cho các chị về ba mẫu cơ bản nhất của Gimi, ba cái mẫu mà hot nhất, đang bán chạy nhất trên thị trường đấy. Các chị thấy da của mình hợp bộ nào, chọn bộ nào thì các chị inbox cho em qua số Zalo là 0359 447 339 ạ. Bên em, các nhân viên bên nhà em sẽ tư vấn cho các chị rất là tận tình để các chị chọn lựa được cái sản phẩm phù hợp. Bên em Năm cam kết hàng chuẩn chính hãng của công ty. Khi mà các chị nhận hàng, các chị sẽ được mở cái tem bên hông này ra, kiểm tra tem bên trong. Các chị thấy đây là sản phẩm chính hãng thì các chị mới nhận hàng và thanh toán tiền nhé. Nếu các chị phát hiện đây là hàng nhái, hàng có chứa các chất độc hại cho da thì bên em sẽ đền cho các chị 1.000 lần cái giá trị đơn hàng mà các chị đã mua. Các chị mua hàng vui lòng liên hệ với hotline bên em là 0359 447 339 ạ. Cảm ơn các chị đã theo dõi video.